Ngày 9 tháng 5, chân phước Nicola Alberghetti, sinh năm 1373, mất năm 1443. Chân phước Nicola Alberghetti sinh tại Bologna, nước Ý. Gia đình Nicola đã chu cấp cho ngài đi đại học, nơi ngài sẽ học môn luật. Nhưng sau vài năm, Nicola lại quyết định không chọn làm luật sư. Khi lên 20 tuổi, Nicola Alberghetti nhập dòng Bruno. Năm 1417, vị tu sĩ Bruno này được chọn làm giám mục giáo phận quê hương ngài. Nicola không hề kỳ vọng điều đó bao giờ, thậm chí ngài cũng không thể tin rằng đó là ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng các bề trên của Nicola thì quả quyết đây là thánh ý của Thiên Chúa. Dân chúng yêu thích giám mục Nicola. Ngài sống trong một căn nhà đơn sơ và bé nhỏ. Nicola Alberghetti sinh hoạt giống như họ. Ngài khởi sự thăm nom các bổn đạo trong giáo phận của ngài. Trước tiên, Nicola Alberghetti tới thăm các gia đình nghèo khổ, bất hạnh. Ngài nói chuyện với họ và giúp đỡ họ những nhu cầu cần thiết. Nicola Alberghetti chúc lành cho các gia đình của họ và họ rất biết ơn ngài. Năm 1426, Đức Giám mục Nicola Alberghetti được phong làm Hồng Y. Ngài nổi tiếng là người khôn ngoan và thánh thiện. Hai vị giáo hoàng Martino V và Eugenio IV đã năng bàn hỏi với Nicola Alberghetti khi gặp những vấn đề quan trọng của giáo hội. Chân phước Nicola Alberghetti cũng khuyến khích việc trao dồi kiến thức. Thực vậy, chính Nicola Alberghetti đã viết rất nhiều sách. Hồng y Nicola Alberghetti qua đời trong chuyến công du tới Siena, nước Ý. Đức Thánh cha Eugenio IV đã tham dự thánh lễ an táng và chôn cất ngài. Chân phước Nicola Alberghetti về trời năm 1443. Có bao giờ bạn cảm thấy tức giận khi không được người khác lưu tâm đến? Lúc ấy, bạn hãy cầu nguyện với chân phước Nicola Alberghetti. Ngài đã tiếp nhận sự ưu ái, quan tâm mà chẳng bao giờ ngài muốn. Chân phước Nicola Alberghetti sẽ chỉ cho chúng ta biết rằng việc dùng thời giờ để tôn vinh Thiên Chúa thật sự quý giá biết là chừng nào. Saint Catherine of Bologna was an Italian nun and artist born as Catherine de Vigri on September 8, 1413 in Bologna, Italy. She was a member of an aristocratic family and the daughter of a diplomat to the Marquis of Ferrara. Catherine received a wonderful education while being raised at the court of the Duke of Ferrara as a companion to the Marquis's daughter, Princess Margarita. After Margarita married, Catherine felt a calling to the religious life and left the court. In 1426, she entered the convent of Corpus Domini at Ferrara and became a Franciscan tertiary. Catherine was determined to live a life of perfection and was admired by her companions for her holiness. In 1432, Catherine and other young women of Ferrara founded a monastery of the Order of Poor Clares. The reputation of the community for its holiness and austerity became widespread. In 1456, Catherine returned to Bologna with her superiors, and the governors requested she found a second monastery of the same order and be the abbess of the convent.
Catherine continued to paint and write beautiful spiritual guides and poetry. She wrote the treatise on the 7 spiritual weapons necessary for spiritual warfare, and her painting of Saint Ursula remains on display in the Venice Gallery. Throughout her life, Catherine experienced visions of both Jesus Christ and Satan. In one instance, she had the baby Jesus placed in her arms by the Blessed Virgin Mary. During the Lenten season of 1463, Catherine became seriously ill, and on March 9th, she passed away. She was buried without a coffin, and her body was exhumed 18 days later because of the many cures attributed to her at her gravesite and the sweet scent coming from her grave. Her body was discovered incorrupt and remains so today. Catherine is dressed in her religious habit, seated upright on a golden throne behind glass in the chapel of the Poor Clares in Bologna. St. Catherine was beatified in 1524 by Pope Clement VII and canonized on May 22, 1712 by Pope Clement XI. She is the patron saint of artists, the liberal arts, against temptations, and of Bologna. Her feast day is celebrated on March 9th. To learn more about St. Catherine of Bologna, visit catholic.org. And if she inspires you, or someone you know, shop for her items by clicking on the Catholic online shopping link below. Thánh Giuse Đỗ Quang Hiển, Linh Mục, 1775-1840. Thánh Giuse Đỗ Quang Hiển, sinh quán tại làng Quần Anh Hạ, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nay thuộc giáo phận Bùi Chu. Ngay từ bé, cậu đã được Đức cha Dan Agoi nhận cho vào sống trong nhà Đức Chúa Trời. Đức cha cho ăn học, xong thần học, thì khấn trong dòng Đa Minh ngày 13 tháng 10, 1812, rồi lãnh chức linh mục và được gửi đi du học tại Manila, Phi Luật Tân. Trở về Việt Nam, cha Giuse Đỗ Quang Hiển được sai đi giúp mục vụ tại nhiều nơi khác nhau sau khi được bổ nhiệm về coi sứ Cao Mộc. Là cha xứ của một giáo sư lớn, cha Giuse Đỗ Quang Hiển đã hết lòng lo lắng cho con chiên bổn đạo học hỏi giáo lý, nhất là cổ động cho mọi người yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và siêng năng lần hạt mân côi sáng tối. Khi vua Minh Mạng ra sắc lệnh cấm đạo, cha đã khôn khéo lánh ẩn ở nhiều nơi để có thể tiếp xúc với giáo dân thường xuyên. Không ngờ một người ngoại đạo phát giác, liền tức tốc đi tố cáo với quan tổng đốc tỉnh Nam Định là Trịnh Quang Khanh. Quan tổng đốc cấp tốc cho quân lính tới vây kín làng Trung Thành và đi khám xét từng nhà. Cha Giuse Hiển và chủ nhà là ông Mai Văn Mới nghĩ rằng hầm bí mật này chắc chắn lắm, không ai có thể biết, nên cha cứ bình tĩnh dâng thánh lễ và đọc kinh. Nhưng không ngờ vì đã có người theo dõi biết chỗ ở của cha, nên họ đã chỉ điểm quân lính tới bắt cha ngay trong hầm, tịch thu đồ lễ và bắt luôn ông Mai Văn Mới là chủ nhà một cách dễ dàng. Hôm ấy là ngày 20 tháng 12 năm 1839. Cha bị bắt rồi họ giải cha về Nam Định nộp cho quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh. Quan tra hỏi lý lịch của cha và những nơi cha đã phục vụ rồi bắt cha bước qua thánh giá. Cha chối không chịu đạp lên thánh giá. Quan bực tức ra lệnh đánh 40 roi giữa lúc trời mùa đông giá buốt. Đánh rồi quan lại truyền lấy nước lạnh đổ từ đầu tới chân, làm cho các vết máu trên người cha càng thêm nhức nhối. Sau đó quan truyền lệnh đeo gông, đóng xiềng tay chân, rồi tống vào ngục. Trước những khổ hình đau đớn ấy, cha vẫn vui vẻ chấp nhận vì yêu mến Chúa, để làm chứng cho Chúa. Ở trong tù, cha vẫn giảng đạo, dạy giáo lý và rửa tội cho một số bạn tù. Sau cùng, biết rằng không thể thuyết phục được cha, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh đã đề án tử hình. Và đầu tháng 5 năm 1840, vua Minh Mạng đã chuẩn y. Trịnh Quang Khanh đã cho thi hành án lệnh tử hình cha Giuse Đỗ Quang Hiển. Ngày 9 tháng 5 năm 1840, cha đã phải đeo gông rất nặng nề để theo đoán quân đông đảo tiến ra pháp trường. Tới nơi, cha quỳ xuống sốt sáng cầu nguyện, hướng mắt về trời, nét mặt tươi sáng như muốn bay bổng về trời. Một người lý hình vung cao gươm rồi chém đầu cha. Giáo dân đứng chung quanh xô nhau lấy vải thấm máu cha, lấy còng tay và những dụng cụ của cha. Xác cha được chôn ngay tại pháp trường.
Sau ít tháng thì anh Phêrô Dậu, là người trước kia cùng bị bắt vì theo đạo và bị giam chung với cha, đã cải táng và đưa xác cha về an táng tại chủng viện Lục Thủy, giáo phận Bùi Chu. Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã suy tôn ngài lên hàng hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.